Dàn mỹ nhân cổ trang vạn người mê của màn ảnh Hoa ngữ khiến khán giả phải chờ ê. Hóa ra đâu chỉ mỗi Lâm Đại Ngọc, Trương Miểu Di gây hoang mang. Ngô Cẩn Ngôn bị than thở vì tiểu tụy nhạt nhòa. Mà đến đệ nhất mỹ nhân Đại Hoang Dương Tử cũng bị người xem năn nỉ ngưng cố chấp. Bất cứ bộ phim cổ trang nào, dù là tiên hiệp hay kiếm hiệp, ngôn tình hay chính kịch cũng đều có những nhân vật được thiết lập là mỹ nhân được vạn người si mê. Thế nhưng mới nửa đầu năm 2024 thôi, khán giả Hoa ngữ đã phải chờ ê vì dàn sao nữ thiếu khí chất lẫn nhan sắc nhưng cứ cố chấp được hóa giai nhân màn ảnh. Âu Dương Nana. Trong băng cốt dao, Âu Dương Nana nhận được rất nhiều lời khen của khán giả khi xuất hiện với tạo hình thiếu nữ dân quốc mảnh mai yếu ớt khiến người ta thấy là thương. Thế nhưng, ở dự án cổ trang cũng được ra mắt trong năm 2024 là Vĩnh Yên Mộng, nhân vật Thẩm Chân của Âu Dương Nana lại khiến khán giả chẳng thể thương nổi. Lý do lớn nhất là nhân vật này được xây dựng để làm đệ nhất mỹ nhân, thế nhưng dung mạo lẫn khí chất của Âu Dương Nana lại không tương xứng. Cô thiếu ngũ quan vượt trội để người ta thổn thức, đôi mắt lại quá đờ đẫn chẳng hề linh khí. Thế nên, dù diện lên người trang phục lộng lẫy hết cỡ thì Âu Dương Nana vẫn mờ nhạt vô cùng. Mao Hiểu Tuệ. Khi Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 được ra mắt khán giả, Mao Hiểu Tuệ là một trong những cái tên vấp phải nhiều bình luận trái chiều nhất đó. Lý do là vì vai Liễu Mộng Ly của cô được xây dựng là mỹ nhân, nhưng nữ diễn viên trẻ này chẳng thể đáp ứng được yêu cầu của kịch bản. Từ đôi mắt kém hài hòa, ngũ quan nhạt nhòa cho đến khí chất lạc quẻ với phim cổ trang. Đã thế, nữ diễn viên này còn có điểm yếu trong diễn xuất, khiến mọi góc quay đều đờ đẫn, buồn cười. Mà đây đâu phải lần đầu cô bị chờ ê, thời điểm vào vai Tiểu Long Nữ, Mao Hiểu Tuệ cũng gây thất vọng tương tự đó. Trương Miểu Di. Nếu phải nhận xét khách quan thì Trương Miểu Di không phải là cô gái kém sắc, bởi trong các dự án phim trước đó, nữ thần thanh xuân này đã gây thương nhớ cho rất nhiều khán giả vì vẻ trong trẻo thanh thuần. Thế nhưng, chừng ấy vẫn chẳng thể giúp Trương Miểu Di chinh phục được vai Lâm Đại Ngọc. Hóa thân thành mỹ nhân cổ trang nổi danh của màn ảnh, Trương Miểu Di để lộ sự nhạt nhòa trong khí chất, chẳng hề giống tài nữ một chút nào. Đã thế, những điểm yếu trên mặt cô còn bị nhân lên gấp bội trên màn ảnh rộng. Vì chuyện này mà Trương Miểu Di bị coi là Lâm Đại Ngọc gây thất vọng nhất đó. Ngô Cẩn Ngôn. Một nàng tài nữ cổ trang khác của màn ảnh Hoa ngữ trong năm 2024 cũng gây ra nhiều tranh luận chính là Ngô Cẩn Ngôn trong Mặc Vũ Vân Gian. Khi góp mặt trong dự án phim này, nữ diễn viên đã cải thiện được diễn xuất lẫn khẩu hình nhưng vẫn chưa thể khiến khán giả hài lòng hoàn toàn vì khí chất nhạt nhòa đó. Dáng vẻ tiêu tụy thiếu sức sống vì siết cân quá đà của cô khiến nhân vật nữ chính chìm nghỉm hoàn toàn giữa những vai diễn phụ khác. Đây cũng là một phần lý do mà khán giả thường năn nỉ Ngô Cẩn Ngôn nên chăm chút cho sức khỏe nhiều hơn. Dương Tử. Phần 1 của Trường Tương Tư gây bão bao nhiêu thì phần 2 của dự án phim này lại gây thất vọng bấy nhiêu. Và nhiều khán giả cho rằng Dương Tử là một trong những nguyên nhân chính đó. Diễn xuất của cô thì chẳng có chỗ nào chê rồi, nhưng tạo hình và thiết lập nhân vật có quá nhiều thứ phải nói. Chẳng hiểu vì sao mà trong tạo hình mỹ nhân, gương mặt của Dương Tử lại toát lên nét phổ nữ để kiểu tóc nào cũng thấy là quẻ. Đã thế, dàn diễn viên còn tán tụng Dương Tử, Vương Cơ không chỉ có thân phận đứng đầu Đại Hoang mà dung mạo cũng là số 1 Đại Hoang. Nghe tới đây, khán giả muốn tắt TV gấp vì sự cố chấp với danh xưng đệ nhất mỹ nhân của cô nàng.